Nếu mà chán những chiếc lồng khuyên dáng tròn thì anh em có thể tham khảo ngay mẫu lồng vuông này nhé. À, với trên tay em tươi là một cái mẫu lồng khuyên vuông, size của lồng là 23 và cao 26 cm. Với chiếc lồng này thì anh em có thể nuôi hút mật được, bởi vì cái phần nan cũng khá là dày dặn đấy. Chiếc lồng được làm bằng gỗ hương đá và đây là mẫu lồng tàu nguyên chiếc. Bên em sẽ tặng combo đầy đủ phụ kiện như trong video, bao gồm móc này, bộ móc đồng này, đấy, cầu cống này, đỡ cầu đỡ cống này, thảm lót lồng này, có áo lồng và có cả các cái muỗng đổ thức ăn như này. Đấy, tặng kèm luôn cho anh em combo đồ phụ kiện, anh em về chỉ việc chơi thôi. Đấy nhé, muỗng đổ thức ăn này, cái muỗng trắng này, đổ nước uống này, rất là tiện lợi. Và thêm một cái chiếc áo lồng xinh vừa khít với lồng. Anh em yêu thích chiếc lồng này thì hãy liên hệ với siêu thị Lồng Chim để đặt lồng nhé. Em lồng vuông rất là xinh, em sẽ quay một lần lượt một cái phần phía sau để anh em nhìn được cái chiếc lồng này, vân gỗ tự nhiên này, lồng rất là bền chắc chắn. Đấy, anh em sử dụng chiếc lồng này mình có thể trang trí để bàn hoặc treo lên. Đấy, sử dụng những cái cành lũa như này mình treo lên thì rất là đẹp luôn. Và nếu yêu thích các mẫu lồng của siêu thị Lồng Chim thì hãy nhớ follow kênh để cập nhật thêm các mẫu lồng của siêu thị Lồng Chim nhé.